Nó xin từ từ yên đấy. Để anh nhìn xem nào, đã vào trong máy quay chưa. Ok, vào máy quay rồi. À, vào máy quay chưa? Đủ rồi. Nào, không pila nằm yên. Ừ, pila. Pila ra đây, nằm ở chỗ nằm xì ngoài. Pila ra chỗ cũ nào. Ra đây Pila, nằm xuống, nằm xuống. Ừ, siêu nằm xuống. Lại xoay ngang xoay dọc. Mi từ từ, mi lùi lại, mi ngồi cho nó bằng chỗ với chúng nó đi, chứ mi không thể một mình mi một chỗ vậy được đâu. Mi à? Ừ, mi mà một mình một chỗ là mi không được ăn đâu. Mi lùi lại rồi, đứng đấy. Merci. Pila. Zero. Để lau mặt cho nó. Nào, chả vung vức gì cả. Cũng được. Zero sang bên kia. Zero đứng đây. Zero sang bên này. Nào, một đứa sang bên này nào. Đứa nào sang. Con Zero hay con Pila? Siro sang bên cạnh mẹ, nằm bên kia. Siro, Siro sang đây. Pila nằm kia. Siro sang đây này. Rồi nằm xuống. Ừ, nằm ra. Phải rồi. Yumi xích ra đây. Ngồi xuống. Ngồi xa ra, không có mà phải ngồi gần. Yên đấy. Siro ngoan. Pila nằm xuống. Đây. Mi lùi lại. Mi không nằm theo cái mi không ấy theo cái kiểu thế đâu. Chờ. Lại chỉnh lại cái camera. Làm sao để cho nó thu hết cả mấy đứa vào. Ui giời, cái trôi. Người thấy có ăn nó có ngoan không? Ừ. Nào, ngồi yên. Xa ra tí. Lấy được hết cả mấy đứa vào chưa? Rồi, đã vào cả. Ôi giời. Không, Siro ngồi yên đấy. Xa vẫn được ăn, nằm xuống. Siro. Siro nằm ra. Rồi. Siro được ăn này. Mi ngồi lùi lại. Ngồi yên đấy. Mi không có ngoi lên. Mèo xì. Pila yên đứng yên đấy. Mi bé là mi thì được quá. Không, mi lùi lại. Mi lùi lại. Không có phải cái chiều mi là mi cứ phi lên đâu. Để nguyên nửa quá đây. Siro xa nhất này, xa được ăn trước. Merci này. Pila này, mi lùi lại. Thế không có kiểu mà cứ ngoi lên đâu. Thế bây giờ này là chúng ta phải chia đôi ra này. Cho ăn cho được nhiều lượt này.
Zero. Còn hai quả này thì chia kiểu gì nhỉ? À, còn hai quả này là hết rồi đấy. Công nhận là cái ngon nhon này nó ngon thật, người ăn còn mê. Công nhận là ngon. Để xem cho mấy đứa ăn xem là nó hết thì mấy đứa có biết đường, mấy đứa chuột nữa. Tiếp tục đến bánh quy nha, ngồi yên đấy, ngồi yên, đứa nào đứng dậy đứa đấy nhịn ăn, ngồi yên đấy. Đứa nào mà đứng dậy đứa đấy nhịn ăn, mà đứng dậy mất phải, ngồi yên đấy. Không, siro nằm xuống, siro siro ăn được không? Siro nhịn hả? Có phải siro nhịn không? Ui giời, tan thành dính nước. Cái nó lại khó. Không, không biết. Nào, không phải là nhau lên trước là được. Ăn đâu? Một, hai, để chuẩn bị đã, nằm xuống. Messi nằm xuống, Messi. Không, xài hết chỗ rồi, không được. Đã phải chuẩn bị xong mới được ăn rồi. Cái tình hình này là không ổn đâu. Chúng ta có 3 cái tổng cộng. Nào, Messi. Messi ngồi chỗ nào? Quay lại, sắp xếp lại chỗ cũ Messi ra đây. Nào, nằm xuống. Nằm ra. Nào. Rồi. Messi được ăn trước. Đi ra ngoài này. Con Siro nó vào trong chuồng, ý là nó không ăn được. Khi nào nằm xếp lên. Cho bằng đầu nhau đi. Messi nằm xuống. Con Siro có ăn thì ra ngoài này ngồi. Siro ra đây. Siro Yumi. Yumi. Siro có ăn không? Có ăn thì ra đây. Siro, để nguyên bánh của anh em nhé. Siro đi ra đây này. Siro ra ngoài, ăn ở bên ngoài không phải trong chuồng. Ra đây. Siro ơi. Siro có ăn không? Siro không ăn là thôi nhá. Được rồi, cái con Siro nó không ăn. Đi lan ra đây. Messi nằm xuống. Siro không ăn thì ra đây. Đi lan nằm xuống. Nằm xuống đã. Nằm ra. Siro không ăn thì ra đây nằm. Ra đây nằm thì mới được ăn. Mi ngon tốt quá, còn càng nhiều. Siro qua nào, ra đây. Ăn ra đây nào. Cần chưa? Chèm nó dãi ra rồi mà không ấy à?
Siro ra.